vụ tai nạn máy bay do chính Prigozhin dàn dựng. Prigozhin và Utkin vẫn còn sống. Các phương tiện truyền thông phương Tây đưa ra các bằng chứng khó có thể chối cãi. Máy bay của ông trùm Wagner cất cánh mà không có người trên máy bay. Những gì xảy ra trên bầu trời Tver vào ngày 23 tháng 8 tiếp tục thu hút các thuyết âm mưu. Một trong số đó là phiên bản cho rằng Prigozhin và Utkin còn sống. Hơn nữa, đối với những kết luận như vậy, có tất cả những bằng chứng cần thiết. Ít nhất thì các phương tiện truyền thông phương Tây cũng trực tiếp đưa tin về điều này. Theo quan điểm của họ, việc đưa ra danh sách những người trên máy bay, bao gồm tên của ông trùm Wagner và cánh tay phải của ông ta là Utkin, không có ý nghĩa gì. Để làm bằng chứng, họ trích dẫn thực tế là vẫn chưa có kết quả khám nghiệm và hài cốt của người chết không thể được xác định bằng mắt. Theo quan điểm của họ, các nhà quan sát phương Tây cũng chú ý đến một điểm rất quan trọng mà ông Putin đã có lần nói về cái chết của ông trùm Wagner theo cách giả định. Đó là lý do truyền thông nước ngoài tiếp tục đồn thổi về việc người sáng lập nhóm nhạc vẫn còn sống. Tại sao lại gọi Wagner là nhóm nhạc? Vì thế kỷ thứ 18 ở Đức có một nhóm nhạc, nhạc trưởng của nhóm này có tên là Wagner. Nên tổ chức Wagner bây giờ mới có tên là nhóm nhạc trong ngoặc kép. Tờ báo nổi tiếng Daily Mail của Anh đã đăng một bài báo với tiêu đề Prigozhin còn sống không? Liệu ông ta có sống lại từ cõi chết không? Các nhà báo phương Tây đưa ra những lời bình luận như vậy dựa trên tiền lệ. Đó là vào mùa thu năm 2019. Một chiếc máy bay quân sự AN-27 chở 8 hành khách trên máy bay đã bị rơi ở Congo. Sau đó, tất cả các nguồn tin đều nhất trí tuyên bố rằng Prigozhin là một trong số 8 hành khách đó đã chết. Nhưng sau 3 ngày, người ta mới biết thông tin này hóa ra là tin vịt. Một điều nữa là trong thời gian qua, một số người đã tìm cách đổi họ của mình thành Prigozhin. Vì vậy, đừng ngạc nhiên khi ông ấy sớm xuất hiện trong tuần trước trên một video mới từ châu Phi. Còn hãng tin The New York Times thì đưa tin rằng ông trùm Wagner thường đã sử dụng những cặp đôi đồ dùng giống nhau để gây nhầm lẫn về dấu vết chuyển động của mình. Về vấn đề này, ấn phẩm tự do cánh tả của Anh, The Guardian, kể lại rằng sau khi cuộc biểu tình tuần hành đòi công lý diễn ra hồi tháng 6, các quan chức thực thi pháp luật Nga đã công bố tài liệu từ biệt thự của ông ta. Họ tìm thấy những hộ chiếu giả của những người là những cặp đôi đã di chuyển khắp thế giới nhân danh ông ấy. Các nhà quan sát phương Tây cũng gợi nhớ đến những bức ảnh của Prigozhin, nơi ông ta bị bắt trong nhiều kiểu cải trang. Ấn bản tiếng Anh của Daily Mail đã viết như thế này:
Mọi người đều biết rằng Prigozhin rất lo lắng cho sự an toàn của mình. Và theo thông tin của chúng tôi, ông ấy không có mặt trên máy bay vào ngày hôm đó. Các nguồn tin thân cận với ông ta chia sẻ thông tin như sau. Mặc dù chiếc máy bay thương mại tư nhân thuộc về Prigozhin, nhưng ông ấy thường bay trên một chiếc máy bay khác. Sau khi chiếc máy bay đầu tiên bị rơi, chiếc máy bay phản lực thương mại thứ hai của Prigozhin đã bay theo đường rích rắc qua Moscow. Điều này cho thấy ông ta không ở trên máy bay đầu tiên. Chiếc máy bay thương mại thứ hai đấy, số đuôi của nó là RA-02748. Thực sự đặt ra nhiều câu hỏi. Một ngày sau thảm kịch, máy bay này bay tới Baku. Công ty Jetika tuyên bố rằng chiếc máy bay RA-02748 này là của họ và khẳng định các hành khách trên chuyến bay này vào ngày định mệnh đó không liên quan gì đến Wagner. Tuy nhiên, không có ai trong công ty này giải thích được là về việc tại sao máy bay này đang bay theo hướng từ Vnukovo tới Saint Petersburg, lại rẽ ngược trở về phía thủ đô Moscow. Theo báo New York Post viết, nếu không có kết quả khám nghiệm pháp y, không thể nói chắc chắn rằng Prigozhin đã ở trên máy bay. Câu hỏi chính là liệu Prigozhin có ở trên chiếc máy bay đó hay không? Rất có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết. Các báo cáo về cái chết của Prigozhin đang là mối quan tâm chính của các quan chức Mỹ. Các chi tiết vẫn chưa rõ ràng. Vì vậy, có khả năng Prigozhin và Utkin không có mặt trên con tàu trong ngày xấu số đó và họ vẫn còn sống. Rất có thể họ sẽ ở trong bóng tối và chúng ta sẽ chỉ được biết khi có phiên bản chính thức. Dù vậy, những người yêu thích thuyết âm mưu thực sự có điều gì đó phải suy nghĩ. Trên thực tế, có rất nhiều điều mơ hồ trong câu chuyện lầy lội này, nên không thể loại trừ khả năng Prigozhin đã tự mình gây ra cái chết. Tự mình tạo ra cái chết. Một số chuyên gia nước ngoài cho rằng nếu máy bay được trang bị đặc biệt, nó có thể cất cánh mà không cần có phi công. Các chuyến bay tương tự đã được thực hiện trong các cuộc thử nghiệm va chạm. Và việc đưa xác người chết lên tàu bay đấy, để có sức thuyết phục cao hơn, không phải là vấn đề lớn chút nào. Đặc biệt, nếu chỉ xét đến trọng lượng vật chất trên chuyến bay, điều này giải thích cho việc thiếu các đoạn ghi âm từ camera an ninh của sân bay Sheremetyevo.